Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chuyện hài giáo dục xã hội chủ nghĩa, giáo viên lên đồng tập thể viết tâm thư xin tha tội cho tội phạm. Vào ngày 25 tháng 7, tờ báo Dân Chí có bài viết 71 cán bộ giáo viên Hà Nội xin giảm án cho ông Chử Xuân Dũng. Bài báo cho biết rằng 71 cán bộ giáo viên thuộc trường Trung học phổ thông Lê Lợi, quận Hà Đông, Hà Nội đã viết đơn bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử cấp sơ thẩm xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Chử Xuân Dũng trong vụ án chuyến bay giải cứu. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng bị cáo buộc nhận hối lộ 2 tỷ đồng trong quá trình duyệt cách ly người Việt Nam từ nước ngoài về nước. Giáo viên viết tâm thư xin tòa tha tội cho tội phạm. Trong đơn, 71 giáo viên và cán bộ trường này cho biết khi còn làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng đã dành nhiều tâm huyết giúp nhà trường xây dựng thành công mô hình trung học phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào cuối năm 2020. Trong quá trình công tác, ông Dũng luôn là người thầy có tâm đức trong sáng, có phẩm chất bản lĩnh chính trị vững vàng và đạt được nhiều thành tích. Ông Chử Xuân Dũng năm nay 50 tuổi, quê ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Quá trình tiến thân của ông này rất lạ lùng. Từ vị trí hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội vào năm 2014, mà bước lên chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ trong vòng có 4 năm. Đây là câu hỏi to tướng về trường hợp bổ nhiệm thần tốc này. Từ vị trí hiệu trưởng của một trường trung học phổ thông, ông Chử Xuân Dũng lên làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 2 năm, sau đó thêm 2 năm nữa giữ ghế Giám đốc Sở này rồi bước lên ghế Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là dấu hiệu bất thường của việc bổ nhiệm. Ông Nguyễn Phú Trọng cần cho thanh tra, kiểm tra công tác bổ nhiệm này của thành phố Hà Nội. Ông Chử Xuân Dũng tham gia vào tập đoàn hút máu dân trong vụ chuyến bay giải cứu. Đây là tội ác chứ không phải là sai phạm thông thường. Ông này cần bị luật pháp trừng trị thích đáng, đấy là dấu hiệu cần thiết. Chính quyền này cho phép dùng công lao để mua bán công lý thì làm sao luật pháp nghiêm minh cho được. Việc 71 giáo viên viết tâm thư xin tha cho tội phạm là hành động thiếu ý thức về tinh thần thượng tôn pháp luật. Trong tâm thư, các vị này trưng ra công lao của ông Chử Xuân Dũng là thực hiện mô hình đạt chuẩn này chuẩn kia. Nói đơn giản là những giáo viên này muốn ông Chử Xuân Dũng được lấy công chuộc tội. Vậy thì thử hỏi ý thức về tinh thần thượng tôn pháp luật ở đâu? Pháp luật nghiêm minh là có công thì thưởng, có tội thì phải trừng trị, không được đem bù. Nếu một nhà nước cho phép đem công để bù tội như vậy thì cái hễ người có công lớn với nhà nước thì anh ta lại được phép giết người hay sao? Bởi lấy công bù tội thì anh ta sẽ thoát án tử. Hình thức lấy công chuộc tội là cách làm mà chế độ phong kiến áp dụng. Đấy không phải là luật pháp bao dung mà là bao che cho tội phạm thì đúng hơn. Công ra công, tội ra tội, không được bù trừ, điều này thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Có như thế thì những kẻ có quyền mới không ỷ quyền, những kẻ có công mới không ỷ công mà làm bừa. Ông Chử Xuân Dũng. Ông Chử Xuân Dũng từng là hiệu trưởng, vì thế gia đình ông mới có thể vận động giáo viên viết thư gửi cho tòa. Tuy nhiên, đến giáo viên cũng hùa theo hành động này thì chẳng khác nào họ tiếp tay cho ông Chử Xuân Dũng. Tiếp tục mua bán công lý. Trong trường hợp này, ông Chử Xuân Dũng không phải là dùng tiền để mua án mà dùng công lao để mua. Công lao tương đương với tiền chạy án chẳng khác gì nhau. 71 giáo viên là những người mang công lao của ông Dũng đi mua án cho ông. Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa đã tạo ra những con người ngây ngô như thế. Thì thử hỏi, nền giáo dục này sẽ đi về đâu? Những người này sẽ dạy cho học trò của họ những giá trị gì đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Chuyện hài của giáo dục xã hội chủ nghĩa, giáo viên lên đồng tập thể viết tâm thư xin tha cho tội phạm. Chuyến bay giải cứu, khi nào ngã giá bất thành, khi nào ngã giá thành công? Tờ báo Công an Nhân dân là tờ báo chuyên bao biện cho bộ máy của công an. Đó là nhiệm vụ của họ. Bất kể đúng sai, họ luôn bao biện. Họ thường đọc những tờ báo tự do và tuôn ra những luận điểm để mà phản bác cho đến khi những bộ mặt công an bị lộ thì mới thôi. Mà việc bị lộ là kết quả của sự đấu đá nội bộ, chứ báo công an không được phép nói ra sự thật. Nếu sự thật đó chưa bị lộ, tuyên giáo của bộ công an vẫn hành xử như vậy. Không riêng gì tuyên giáo của bộ công an, mà tuyên giáo nói chung từ trung ương cho đến địa phương đều như vậy. Cho nên, báo chí Việt Nam mới được dân tặng
cho một từ không thể chính xác hơn, đó là báo chí nô bộc. Ngã giá bất thành chỉ xảy ra ở tầng lớp tôm tép, tầng cao đã ngã giá xong hết rồi. Vào ngày 23 tháng 7, tờ báo Công an Nhân dân có bài viết tiếp tục xét xử đại án chuyến bay giải cứu, những cuộc ngã giá bất thành. Bài báo này viết rằng tự bào chữa tại phiên tòa xử đại án chuyến bay giải cứu xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố đều bị cáo thừa nhận đã không vượt qua được cám dỗ về mặt vật chất. Cũng từ lời bào chữa của nhóm các bị cáo là doanh nghiệp, việc đưa tiền cảm ơn cho các cựu quan chức bản chất là những cuộc ngã giá để mong đạt được mục tiêu được cấp phép chuyến bay. Thực chất vụ án chuyến bay giải cứu chưa lôi ra được chùm cuối. Đấy là lời khẳng định của người trong Bộ Công an giấu tên, chứ không phải ý kiến chủ quan của thời báo. Ở tầng trên, tầng dành cho những kẻ cao nhất thì thường là không bắt bớ mà là ngã giá chính trị. Đánh nhau ở thượng tầng là để giành giật nhau về quyền lợi chính trị. Việc các bên kéo cấp dưới của nhau ra xử, đấy là cách tạo áp lực cho chùm cuối. Một khi chùm cuối nhận bộ chính trị thì chùm cuối được an toàn, nhưng đám đầu là bên dưới vẫn bị xử. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vợ con ông Nguyễn Xuân Phúc không dính đến Việt Á được cho là kết quả của cuộc ngã giá. Vào ngày 4 tháng 2 tại Phủ Chủ tịch, nhân dịp được đăng đàn phát biểu bàn giao nhiệm vụ cho cấp phó, ông Nguyễn Xuân Phúc đã chớp thời cơ và nói rằng gia đình tôi, vợ con, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Lẽ ra cuộc ngã giá này không ai biết nếu ông Nguyễn Xuân Phúc không nói ra. Mà ông Phúc nói ra chứng tỏ ông rất khôn và biết chớp lấy thời cơ. Bởi nếu không công bố ra dư luận về cuộc ngã giá chính trị rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng, thì bên kia có thể lật kèo và hốt vợ con ông. Đấy là tín hiệu hiếm hoi cho thấy đã có cuộc ngã giá ở thượng tầng. Chỉ cần nhường lại quyền lợi chính trị thì sẽ được yên thân, được sống sung túc đến già. Còn nếu muốn tranh quyền đoạt lợi thì có thể sẽ là Trần Đại Quang thứ nhì. Đấy là nhận xét của những người bên trong chế độ. 18 đại án bị truy tố ở khung án tử hình đang được ngã giá sau hậu trường phiên tòa. Trở lại câu chuyện chuyến bay giải cứu, những người đứng trước vành móng ngựa được cho là thành phần bậc thấp. Chùm cuối vụ này đã ngã giá xong, và cái giá là từ bỏ quyền lực. Chỉ có bậc chùm cuối và thân cận của chùm cuối mới được quyền ngã giá, còn lại thành phần tôm tép thì phải bị luộc chín để làm nên công trạng cho bên thắng cuộc. Những người này không thể ngã giá để thoát tội, bởi vì lệnh trên ban ra như thế. Nếu muốn ngã giá thì chỉ được ngã giá giảm án, chứ không thể ngã giá để thoát tội cho được. Nếu thoát tội hết thì ai làm đẹp cho cái lò của ông Tổng Trọng đây? Họ có thể đút tiền cho những đường dây chạy án để giảm án tử hình xuống án có thời hạn hoặc giảm án xuống mức thấp hơn. Phiên tòa chuyến bay giải cứu này có thể có một số án đã được ngã giá xong, hiện có một án tử và có thể cũng sẽ ngã giá xong trước khi kết thúc phiên tòa. Hoàng Văn Hưng và Nguyễn Anh Tuấn là hai nhân vật tham ăn mà không chịu tuân theo luật chơi nên mới bị xa lưới. Những người đã bị ấn định là phải thành củi thì họ phải bị truy tố. Việc chạy án cũng phải đúng nơi, đúng lúc, còn cứ thế tiền là đớp thì thành phần nhận tiền chạy án cũng sẽ trở thành củi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin chuyến bay giải cứu, khi nào ngã giá bất thành, khi nào ngã giá thành công. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de